Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại video nhận định thị trường sau mỗi phiên giao dịch của Phú. Thì video ngày hôm nay em sẽ làm về cái vấn đề mà thị trường Trung Quốc và thị trường Việt Nam nó ảnh hưởng với nhau như thế nào, đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay. Và những phiên gần đây thì thị trường Trung Quốc liên tục nhận được những cái gói chính sách về hỗ trợ kinh tế cũng như từ là về các cái thị trường ở phía bên trong nền kinh tế đấy. Thì liệu rằng những cái chính sách đấy nó thúc đẩy nền kinh tế cũng như thử là thị trường tài chính Trung Quốc tăng giá rất mạnh trong ngày hôm nay, thì thời gian tới Việt Nam mình sẽ ảnh hưởng như thế nào, là tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video ngày hôm nay nha. Và mọi người trước khi bước vào video nhớ để lại cho em một lượt like, subscribe kênh cũng như thử là comment những cái ý kiến của mình ở dưới phần khung chat nha. Hiện tại bây giờ em Phú đang công tác ở công ty chứng khoán SSI, nên là mọi người có thể là mở tài khoản SSI theo ID của em là Y610018 để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Hoặc là nếu anh chị nào chưa có người đồng hành thì có thể là join vào room Zalo của em bằng việc quét mã QR code ở trên màn hình, hoặc là em có ghim cái link Zalo ở phần bình luận nhá. Và welcome tất cả các anh chị đến với video nhận định thị trường của em nhá. Đó, thì trước tiên là anh chị em sẽ là đi với nhau về cái thị trường Trung Quốc ngày hôm nay. Thì thị trường Trung Quốc ngày hôm nay là gần như tất cả các cái chỉ số đều tăng rất mạnh. Như ở đây anh chị em thấy rằng là Shanghai, chỉ số Shanghai đang tăng 8,03%, CSI 300 tăng 8,49%, Shanghai 50 tăng 7,19% và CS 50 tăng 7,15%. Ngoài ra còn có Hồng Kông cũng hưởng lời là tăng 2,51%. Thì cái lý do tại sao mà thị trường Trung Quốc hôm nay tăng rất mạnh như thế thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau, cùng phân tích với nhau trong cái video này. Cũng như từ là thị trường Nhật Bản ngày hôm nay là có cái mức giảm là tương đối là mạnh, giảm đến 4,27%. Thì chúng ta cũng là cùng với nhau luôn, cùng với nhau phân tích trong video ngày hôm nay. Và video này là một video rất quan trọng, là nó sẽ chúng ta sẽ đánh giá với nhau vừa hai cái thị trường Trung Quốc và Nhật Bản này nó tác động như thế nào đến thị trường của Việt Nam mình. Anh chị em đừng bỏ lỡ một cái giây phút nào trong video ngày hôm nay nhé. Thì trước tiên là chúng ta sẽ đi về thị trường của Việt Nam mình. Chúng ta đi qua một chút ha. Về tổng quan thị trường thì ngày hôm nay index của mình giảm nhẹ 2,98 điểm, đóng 1287.94. VN30 thì gần như tham chiếu ha. Hôm nay các anh đánh rất khéo, chỉ giảm nhẹ 0.01%. 0.01 điểm, gần như là nó đóng ở tham chiếu luôn. Phái sinh thì cuối phiên còn kéo tăng nhẹ lên 1,5 điểm luôn. Anh chị em thấy rất là ghê gớm ha. Hôm nay thì có cổ phiếu ngân hàng MSB tăng tương đối này, và còn có VP Bank, TP Bank. Chứng khoán thì có vài cổ phiếu tăng tốt như VDS, ORS. Về thép thì hôm nay tăng tương đối là mạnh trong khoảng thời gian đầu phiên, nhưng mà cuối phiên thì còn giữ lại được hơn 1% với hoa sen, HPG và Nam Kim. Thì PPD cuối phiên có thể có kéo tăng nhẹ này. Nước ngoài thì hôm nay quay trở lại bán ròng 505 tỷ, nhưng mà được mua ròng. Đây là sau khi mua ròng trong ATC ha. Còn trước ATC thì bán 633 tỷ. Sau ATC thì mua lại đâu đấy khoảng 100 hơn 30 tỷ gì đấy. Về thanh khoản thì ngày hôm nay là một phiên điều chỉnh, nhưng mà thanh khoản thấp hơn so với ngày hôm thứ sáu vừa rồi. Thấp hơn khoảng 20%. Thì những cái phiên điều chỉnh như này thì thanh khoản thấp là một cái điều rất tốt cho thị trường. Và vấn đề tại sao mà hôm nay thị trường điều chỉnh thì theo công cụ Ichimoku định phát thì là ở dưới đang mở khách sạn sau 2 tuần vừa rồi tăng tương đối là mạnh, thì thứ hai và thứ ba tuần này nha, tức là hôm nay và ngày mai là sẽ mở khách sạn ra cái vùng giá 1269.5. nhưng mà cũng như chia sẻ cuối tuần trước, nếu mà trong một thị trường tăng giá cũng như thử là một thị trường mà dòng tiền nó nhiều đó, thì vấn đề mở khách sạn ra thì nó có thể là nó không về đến khách sạn đấy, và thậm chí nó vượt đỉnh, nó phá thì khách sạn luôn. Cũng giống như cái giai đoạn mà thị trường giảm á, thị trường giảm nhưng mà cho dù nó mở khách sạn ra nó không có về khách sạn, thậm chí nó còn phá khách sạn theo chiều giảm. Thì ngược lại với chiều tăng cũng vậy, khách sạn nó có thể là mở về 1269.5, nhưng mà nếu mà khỏe thì nó chỉ đi tích lũy ở đây thôi và sau đấy sẽ tiếp tục đi lên. Đặc biệt là khách sạn chỉ mở thêm ngày mai nữa thôi, còn ngày mốt trở đi là nó sẽ hết rồi. Còn về chat thuần về mặt phương Tây thì anh chị em thấy rằng khi chúng ta kèm cái trend line ở đây ha, một cái trend line ở đây thì sau khi mà nó vượt qua vào ngày hôm thứ tư tuần trước thì ngày hôm nay
Có một điều đặc biệt đó là nó test vừa đúng cái đường trendline đấy luôn. Đó, thì coi như thế là hôm nay là một phiên test lại trendline và rút chân thành công, anh chị em lưu ý ha. Đó, thì hôm nay là test 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 lại và rút thành công này, rút chân thành công. Đó, và test vừa đúng luôn là tạo một cái nến quay trở đầu, là quay đầu trở lại, không? Đó, anh chị em là xét theo về độ mở về về cái mặt đồ thị kỹ thuật thì nó hoàn toàn hợp lý. Ngày mai, bởi vì ngày mai nó còn tồn tại cái sàn người chi mua cửa phát, nên có thể là ngày mai nó sẽ còn tiếp tục điều chỉnh nhẹ hoặc là tăng tăng giảm nhẹ trong cái phiên ngày mai thôi. Nên là nếu ngày mai nếu có tiếp tục điều chỉnh nhẹ như ngày hôm nay thì anh chị em cũng không có vấn đề gì vậy phải quá lo lắng đâu. Và đặc biệt trong trong cái khoảng thời gian này anh chị em chờ chỉnh xuống là mua ha, anh chị em lưu ý. Nhưng anh chị em nào mà không mua theo em cũng như từ là các anh em ITP trong cái giai đoạn sideway down này thì liên tục bảo mọi người chỉnh là mua, nhưng mà nếu giai đoạn này mà anh chị em chưa mua được, cũng như trong những cái giai đoạn mà nó chỉnh như này anh chị em không mua được thì đây chính là gần như là cơ hội cuối cùng. Nếu mà sắp tới index bước vào con sóng tăng thì đây chính là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta có một cái điểm mua đẹp, anh chị em lưu ý nhá. Tức là mua, anh chị em mua ở đâu cũng nào cũng được, điểm cao cũng được, điểm thấp cũng được, tức là lúc nào anh chị em mua cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái vị thế mua hàng tốt hơn thì chúng ta sẽ có một cái điểm stop stop loss là an toàn, cũng như thử là những cái điểm mà nó cho chúng ta cái mức sinh lời tối ưu nhất. Đó, nên là anh chị em tranh thủ những cái lúc mà thị trường chỉnh, có thể là một hai phiên đầu tuần như này, thì anh chị em cố gắng ha, cố gắng mua nhiều cổ phiếu nhất có thể khi mà nó chỉnh về hỗ trợ. Đó, thì cái kịch bản của em đưa ra trong tuần này thì nó có thể là nó tích lũy đầu tuần biên độ quanh 10 cho đến 15 điểm. Thì hôm nay là điểm cao nhất của nó là 1292 và thấp nhất là 1283, thì tức là nó đang giao dịch quanh khoảng 90 điểm rồi đấy, 90 điểm ha. Thì em đưa ra cái biên độ giao dịch tích lũy đầu tuần có thể là 10 cho đến 15, và cái tham minh cái tham minh của em là sẽ từ từ thứ tư và thứ năm trở đi nó sẽ xuất hiện một cái ngày biến đổi mới nha anh chị em nha. Vào cái phiên thứ tư và thứ năm, bởi vì sao? Bởi vì ở bên này em sẽ đi qua cái xu hướng cho tất cả mọi người. Thì theo cái kinh nghiệm của em về cái Arun ha, chỉ báo Arun thì hôm nay là cái phiên đầu tiên sau một khoảng thời gian nó cắt lên mà nó báo hiệu sớm, thì hôm nay là cái phiên đầu tiên cắt xuống, và thường thường thì là cắt đến phiên thứ ba, thì hôm nay là phiên đầu tiên ha. Thì ngày mai là phiên thứ hai, và ngày thứ tư là phiên thứ ba, ngày thứ tư là phiên thứ ba, nếu mà nó cắt xuống ngày mai nó tiếp tục tích lũy ha. Thì từ thứ tư trở đi, từ thứ tư trở đi cho đến thứ năm, thứ tư và thứ năm trở đi là nó sẽ có cơ hội bật tăng quay trở lại. Nếu mà thứ tư thứ năm mà nó không bật tăng quay trở lại thì khả năng nó phải tái tích lũy hoặc là swing tiếp. Thì nên là tuần này vào thứ tư thứ năm là sẽ có cơ hội là sẽ biến động. Và hơn nữa là theo cái các cái công cụ chỉ báo phương Tây của em dùng để mà đo được, đo vào cái ngày biến động, như từ là ngày đợt trước là ngày 18 tháng 9 đúng không? Là em dự phóng là ngày 18 tháng 9 thì nó diễn ra vào ngày 17 này. Thì lần này em sẽ dự phóng là thứ tư và thứ năm tuần này. Thứ tư và thứ năm tuần này nó sẽ có một phiên biến động, có thể là một phiên đảo chiều, nhưng mà vẫn nhắc đi nhắc lại mọi người là về phân tích phương Tây thì nó có thể là chênh nhau 1-2 ngày gì đấy, nên là em có để cái dấu cộng trừ ở đây ha. Tức là anh chị em hiểu ý rằng là thứ tư thứ năm thì nó có thể là cộng trừ 1-2 phiên gì đấy. Anh chị em lưu ý ha. Khoảng chính xác là khoảng thứ tư và thứ năm này. Anh chị em lưu ý về ấy. Còn về kịch bản của thị trường thì em không có nhận xét gì nhiều, bởi vì suốt cái khoảng thời gian từ cuối tuần trước và những cái nhận định thị trường trong phiên đầu tuần cũng như kịch bản tuần này, thì em nhận định là đầu tuần này có thể là rung lắc trong vòng 10 cho đến 15 điểm, nên anh chị em tranh thủ mua vào. Nên là anh chị em nào mà muốn nắm được những cái kịch bản kịp thời và nhanh nhất để không có bị bất ngờ trước những cái phiên điều chỉnh như này, thì có thể là join vào room Zalo của em bằng cách là quét mã QR code ở trên màn hình, hoặc là ấn vào cái link mà em ghim ở dưới phần bình luận nha. Hoặc là nếu anh chị em mà theo dõi thời gian vừa qua và thấy em nhận định thị trường chuẩn thì có thể mở tài khoản theo số điện số tài khoản của em là Y610018 ở bên công ty chứng khoán SSI ha, hoặc là mọi người có thể là liên hệ với em qua số Zalo luôn ở trên màn hình ha. Thì chúng ta cùng đồng hành với nhau. Thì bây giờ quay trở lại, chúng ta nói về cái vấn đề mà thị trường Trung Quốc, đây là cái vấn đề mà chính ngày hôm nay, là lý do tại sao mà nó sẽ ảnh hưởng mạnh. Bởi vì thị trường Trung Quốc là một cái thị trường mà chúng ta nhập khẩu là lớn nhất,
Thì hiện tại bây giờ xuất khẩu thì qua Mỹ là cái thị trường nhiều nhất, còn nhập khẩu là thị trường Trung Quốc là nhiều nhất. Thì khi mà nền kinh tế Trung Quốc nó có một cái biến chuyển như đấy thì chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng rõ rệt luôn. Nên là anh chị em cần phải quan sát các cái động thái bơm tiền của các cái nhà điều hành chính sách của Trung Quốc giai đoạn gần đây. Thì cách đây đâu đấy khoảng 2 tuần, cách đây đâu đấy khoảng 2 tuần, 2 tuần thì em có làm về cái của cái ngành thép đúng không? Mọi người đợi em chút, em sẽ bấm lại cái video đấy. Đây ha, cách đây 2 tuần, 2 tuần trước em có làm cái video là cổ phiếu thép, cổ phiếu thép sẽ tăng 10 cho đến 15%, cách đây 20 cách đây 2 tuần trước ha. Thì nếu anh chị em nào xem được cái video này thì hiện tại bây giờ anh chị em đã thấy rằng là cái mức chênh lệch của ta tương đối khoảng 5 đến 7% rồi. Thì khi mà một cổ phiếu mà ai cũng chê nó, bỏ nó này kia mà mình nhìn ra được cái cơ hội thì đấy đấy chính là cái cơ hội của những người biết đãi cắt tiềm vàng. Suốt một cái khoảng thời gian này ai cũng chê là cổ phiếu thép yếu, nhưng mà em bảo mọi người mua trung dài hạn là có thể mua được luôn rồi. Thì bây giờ anh chị em thấy rằng là cái sự kiên nhẫn của chúng ta hoặc cái sự đánh đổi của chúng ta đã đúng rồi đúng không? Quay trở lại với các cổ phiếu như Hoa Sen này. Hoa Sen này anh chị em thấy cái phiên này là cái phiên em làm cái video đấy, là cái phiên ngày 16 tháng 9 là em làm video. Thì kể từ ngày đấy cho dù anh chị em mua được ở cái điểm cao nhất của ngày hôm sau luôn thì cho đến hiện tại bây giờ anh chị em vẫn có một cái mức lãi khoảng 6,35%. Đây là một cái mức lãi mà theo anh chị là có đáng đánh đổi trong vòng 2 tuần đúng không? Thì thời gian tới nha, thời gian tới em này nhớ là thép gần như là nó sẽ xác nhận là sẽ tạo đáy ở quanh đây, đáy trung hạn của nó, và cái target ít nhất nha là nó phải lên đến vùng 2.5 này, và thậm chí là nó có thể quay trở lại cái vùng đỉnh cũ của nó. Đối với Hoa Sen là 25 chấm, còn đối với HPG và Nam Kim thì nó sẽ liên tục là sẽ về đến vùng đỉnh cũ của nó thôi. HPG cũng quanh về vùng 30 đó. Thì đấy là cái đánh giá của cá nhân em về ngành thép. Thì bởi vì khi mà Trung Quốc có cái động thái mà bơm tiền quay trở lại thúc đẩy nền kinh tế thì chắc chắn là ngành bất động sản nó sẽ phục hồi, và ngành bất động sản phục hồi thì nó sẽ kéo theo những cái ngành khác, ví dụ như nguyên vật liệu này, rồi trong đó có thép, rồi là cái dịch vụ này kia ha, thì nó sẽ tăng trở lại. Thì hôm nay chỉ thép Trung Quốc có đến cái đà tăng là 6,78%. Thì khi mà giá thép Trung Quốc tăng thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến đến cái giá thép của chúng ta rồi. Đó, nên là anh chị em là thấy cái thành quả của chúng ta khoảng 2 tuần mà rồi chứ chúng ta dám đánh đổi. Thì bây giờ nếu mà giá thép tạo đáy ở đây mà đi lên thì anh chị em chúng ta chỉ việc là ngồi yên mà chúng ta chờ những cái điểm gia tăng thôi. Nên là anh chị em nào mà muốn muốn có được những cái góc nhìn và những cái người mà đồng hành cùng tất cả các anh chị lúc mà thị trường nó khó khăn, lúc mà ai cũng chê rồi xấu nó bỏ, mà muốn một người tìm ra cơ hội cho các anh chị thì anh chị em hãy liên hệ với em ngay lập tức qua số điện thoại ở trên màn hình cũng như thì là quét mã QR Zalo để liên hệ với em nhé, để chúng ta không bỏ lỡ như này. Hiện tại bây giờ là đợt vừa rồi là trước đó là chứng khoán rồi tứ trụ ha, thì có thép này. Thì biết đâu thời gian tới những cái ngành khác nó được hưởng lợi như dệt may hay là bất động hay là thủy sản này kia đó. Nếu mà anh chị em mà muốn có một cái người mà có thể nhìn lần ra được cái cơ hội trong cái lúc mà ai cũng cũng chối bỏ thì anh chị em hãy liên hệ với em ngay nha. Đó. Còn hôm nay thì anh chị em thấy rằng là cái thị trường Nhật Bản thì giảm hơn 4% nhưng mà Trung Quốc tăng rất mạnh. Thì em sẽ giải thích cái lý do cho mọi người rằng là lý do tại sao mà chỉ số Nikkei là nó giảm mạnh nhờ Trung Quốc thì lại tăng mạnh nha. Em sẽ giải thích trong một cái video này, anh chị em lưu ý nghe thật kỹ ha. Thì cái chỉ số Nikkei nó giảm hơn 4% là cái lý do là gì, là các nhà giao dịch đang phản ứng trước việc ông là Shigeru Ishiba được bầu làm thủ tướng sắp tới. Đó, nó có thể dẫn tới cái việc là ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất, tức là ông Ishiba là ông ý theo trường phái là diều hâu, có thể tăng lãi suất lên. Thì trước đó là mọi người trên thị trường đã đặt cược rằng là bộ trưởng an ninh kinh tế Sanae Takaichi, tức là cái người mà ủng hộ việc ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất thấp, tức là một người bồ câu ha,
sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Thì bởi vì cái vấn đề mà các nhà giao dịch, các nhà đầu tư thị trường Nhật Bản là đã cược sai người, đã cược vào cái sai người mà trúng cử vào cái chức thủ tướng, nên là thị trường nó đã phản ánh tiêu cực. Nên là nếu mà thời gian tới ngân hàng trung ương Nhật Bản có tăng lãi suất lên thì cái giá giảm ngày hôm nay nó đã phản ánh vào vào cái thông tin là sẽ tăng lãi suất, nên là anh chị em lưu ý thời gian tới nếu mà có nghe thông tin về thị trường Nhật Bản tăng lãi suất thì nó cũng không có phản ánh nhiều nữa đâu, bởi vì hôm nay là cái ông Ishiba đã được bầu làm thủ tướng rồi, nó phản ánh vào cái tâm lý giao dịch trên thị trường rồi. Đó là giải thích về cái tại sao mà hôm nay chỉ số Nikkei nó giảm mạnh, giảm hơn 4% ha. Còn bây giờ đến lượt quan trọng này là lý do tại sao mà ngân hàng trung ương các cái thị trường các cái chỉ số của Trung Quốc tăng mạnh là có 6 lý do như sau, anh chị em lưu ý ha. Thứ nhất, không phải là lý do đâu, mà tức là nó có những cái gạch đầu dòng như này, anh em phải lưu ý nhé, là cổ phiếu Trung Quốc là tăng 6% hôm nay và tăng 18% trong vòng 5 ngày qua, tức là anh chị em tưởng tượng là 5 ngày mà tăng 18% mà cái chỉ số mà tăng 18% thì anh sẽ biết là cổ phiếu ở trong cái chỉ số đấy nó tăng đến khủng khiếp như nào ha. Cái gạch đầu dòng thứ hai là chỉ số Beijing 50 ghi nhận mức tăng kỷ lục 15% trong phiên. Anh chị em biết là một cái chỉ số mà tăng 15 trong phiên thì một cái cổ phiếu ở trong cái chỉ số đấy nó phải tăng thường là ít nhất là phải 50-100%, thậm chí là có cổ phiếu nó nhảy hơn, beta nó cao hơn thì nó có thể tăng gấp đôi luôn, tức là tăng 20-30% trong cái chỉ số Beijing. Nó là bình thường nha anh chị em nha, anh chị em lưu ý đây là cái mức tăng kỷ lục của chỉ số Beijing 50, anh chị em thấy rất ghê gớm ha. Và cái gạch đầu trong thứ ba là có cái kỷ lục mới của thị trường Trung Quốc là 1.000 tỷ nhân dân tệ được giao dịch trong 30 phút. Anh chị em lưu ý ha, anh chị em tính giá trung khoảng bây giờ là 30 mấy đúng không, 30 mấy, mà 1.000 tỷ nhân dân tệ nó được giao dịch chỉ trong vòng 30 phút là biết cái lượng giao dịch rất là mạnh. Nên là nó dẫn đến là cái vấn đề là các công ty môi giới chứng khoán sập hệ thống do lượng truy cập cao, tức là bây giờ mà người đang đổ tiền vào rất là nhiều, cả về chính phủ cả này kia bơm tiền, đợt vừa rồi có cái gói là 79 tỷ đô đúng không? Đó, thì hiện tại bây giờ đang cái dòng tiền nó đang lưu thông rất là nhiều trên thị trường này, nên nó khiến cho các công ty môi giới chứng khoán là sập hệ thống luôn. Đó, nó giống như mình cái giai đoạn năm 2020-2021, cái lúc mà giai đoạn Covid mà mọi người nhà đều chơi chứng khoán thì đổ tiền vào quá nên là gây tắc nghẽn hệ thống, thì hiện tại bây giờ Trung Quốc đang là cái thời kỳ như vậy luôn. Và bên Bộ Thương mại của Trung Quốc cho biết là sẽ cải thiện các cái hiệu quả chính sách để thúc đẩy cái nền kinh tế cũng như là thị trường tài chính nó lên ha. Và có cái đặc biệt, bởi vì cái thanh khoản thị trường nó sôi động như vậy nên là các công ty môi giới chứng khoán mở cửa 24/7, anh chị em lưu ý ha, 24/7 luôn, để phục vụ nhà đầu tư cá nhân. Và anh chị em thấy rằng là cái thị trường Trung Quốc hiện tại bây giờ đang rất là sôi động, nên là kỳ vọng những cái ảnh hưởng tích cực của thị trường Trung Quốc này nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam mình, quay trở lại với thị trường Việt Nam mình. Như anh chị em thấy rằng là suốt một giai đoạn vừa qua, nước ngoài trước đó tầm hồi tháng 9 cho đến tháng 8 trở về trước thì nước ngoài bán ròng liên tục ha, bán ròng liên tục, nhưng mà giai đoạn gần đây anh chị em thấy rằng là những cái phiên mua ròng rất nhiều so với những cái phiên bán ròng, tức là hôm nay có thể bán ròng, ngày mai ngay lập tức người ta sẽ quay lại mua ròng. Nên là khi mà Fed hạ lãi suất ở bên kia, em cái này em chia sẻ nhiều thì em sẽ chia lại cho những anh chị em nào mà mới đến với video của em lần đầu đó, thì khi mà bên Fed hạ lãi suất thì cái phần trăm lợi tức ở bên kia nó không hấp dẫn, thì người ta sẽ vay tiền, những nhà đầu tư thông minh, các quỹ đầu tư ETF sẽ vay tiền ở bên kia và đổ vào các cái thị trường mới nổi và thị trường gần biên mình, lúc đấy là làm cho thanh khoản của thị trường mình tăng lên. Bởi vậy nên là cái vấn đề mà nước ngoài quay trở lại mua thời gian tới là sẽ diễn ra giống như năm 2020-2021, nên là anh chị em có thể là yên tâm khi mà cái dòng vốn ngoại đợt này nó quay trở lại. Và thường thường khi mà dòng vốn ngoại nó quay trở lại thì họ sẽ mua rất là nhanh, rất là mạnh. Chúng ta phải đua lành với khối ngoại. Chưa kể đến cái thông tin là ngân hàng nhà nước của mình là tuần vừa rồi là bơm hơn 65.000 tỷ ra trong vòng một tuần nhá. Thì ngày hôm nay thì đã có cái thông tin này rồi, thì tức là chiều ngày hôm nay thì đã bơm là 4.823,14 tỷ, lãi suất trúng thầu là 4% trên một năm,
À, anh chị em lưu ý ha, là kỳ hạn 7 ngày. Tức là giai đoạn gần đây là gì? Là ngân hàng nhà nước liên tục bơm tiền, liên tục bơm tiền giống như là thị trường Trung Quốc luôn. Nhưng mà Trung Quốc nó bơm rất nhiều bởi vì thị trường nó là nó yếu hơn mình, thị trường nó cần nhiều thanh khoản hơn, à, nó thiếu máu thì nó bơm nhiều hơn. Còn thị trường Việt Nam mình thì giai đoạn hiện nay là tuần vừa rồi bơm đến 60 mấy, gần 70 ngàn tỷ, anh chị em biết là một cái mức bơm ròng rất lớn trong vòng 2 3 năm vừa qua. À, nên là thời gian tới thị trường chứng khoán mình sẽ bùng nổ. Và anh chị em nào mà muốn muốn đi theo cái con sóng bùng nổ này để chúng ta kiếm lãi như năm 2020, 2021 thì anh chị em nhớ liên hệ với em ngay để chúng ta về chúng ta cơ cấu cái danh mục của mình này, rồi chúng ta biết mua cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào để chúng ta không bỏ lỡ. Bởi vì cái thị trường của mình nhá, cái thời gian tăng của nó thì tương đối là ít, và đặc biệt là trên thị trường tài chính thì nó sẽ tăng rất ít, và cái thời gian tích lũy và đi ngang giảm giá thì nó nhiều hơn, nên là cái khoảng thời gian tăng giá là nó rất ít. Nên là để anh chị em nhìn nhận ra được một con sóng tăng của thị trường và bắt nó ngay khi nó ở trên sóng, thì anh chị em phải liên hệ ngay với những người mà người ta có góc nhìn chuẩn về thị trường á, thì anh chị em để không bỏ lỡ. Bởi vì rất là hiếm hiếm có những cái cơ hội mà thị trường nó tăng như này, anh chị em phải tranh thủ phải cơ cấu ngay cái danh mục, cơ cấu khi mà chúng ta đang lỡ như chúng ta đang nắm cổ phiếu, hoặc là chúng ta đang nắm quá nhiều tiền không biết mua cổ phiếu nào. À, thì anh chị em phải vào thị trường ngay lập tức, liên hệ với em ngay để mà chúng ta về chúng ta làm việc với nhau, cơ cấu làm danh mục và lại để chúng ta đón một con sóng này, một con sóng rất là lớn thời gian sắp tới nha. Thì trước giờ em vẫn chia sẻ mọi người rằng đây chính là cái đồ biến động của thị trường mình giai đoạn sắp tới. Thì cái biên độ liên tục nó được thu hẹp lại, và bây giờ anh chị phải tưởng tượng như là một cái lò xo, một cái lò xo nó nén rất là chặt rồi, nên là khi mà nó bung qua một cái là em đánh giá là khả năng cao thời gian tới nó sẽ lên 1450, 1470, là trong một cái khoảng thời gian rất nhanh, có thể trong vòng hơn một tháng thôi, một tháng, hai tháng như đấy thôi. Nên là anh chị em hãy cố gắng về liên hệ với em càng nhanh càng tốt để chúng ta kiếm được một cái mức lãi sinh lời, để chúng ta bù lại những cái ngày tháng mà nó giảm điểm như này ha, giảm điểm rất là mạnh ở đây. Thì anh chị em đã cắt lỗ nhiều trong quá khứ và giai đoạn sắp tới thì em đánh giá là anh chị em chỉ cần mua là trúng. Nếu mà anh chị em nào mà không biết mua là chỉ cần mua là trúng, nhưng mà cái phần trăm lợi tức anh chị em có được là nó sẽ thấp hơn nếu mà anh chị em có một người đồng hành có thể hướng dẫn các anh chị em tìm ra những cổ phiếu leader. Thì cái mức sinh lời người ta có thể là ok, người ta mua chừng đi thì người ta ăn được 10-15%, nhưng mà mình mua trúng cổ phiếu lead thì chúng ta sẽ ăn 20-25% hơn họ là 10-20%. Nên là anh chị em cố gắng về với đội của em càng nhanh càng tốt nha. Thì cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm về cái vấn đề mà thị trường Trung Quốc, lý do tại sao và chúng ta cái hành động của chúng ta làm như thế nào đối với thị trường Việt Nam. Thị trường Việt Nam mình nó có thể tích lũy một hai phiên này chính là những cái cơ hội cuối cùng để anh chị em bước vào một cái vị thế mua cổ phiếu với cái vị thế tốt nhất. Nên là anh chị em hãy liên hệ với em ngay nha, qua số điện thoại cũng như là quét cái mã QR trên màn hình nha. Thì video ngày hôm nay em muốn đưa cho mọi người cái góc nhìn về thị trường Trung Quốc, nó ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam mình, và nó cả về tâm lý cũng như thử là về cái chính sách tiền tệ thời gian tới sẽ tiếp tục bơm tiền và bơm tiền. Đây là thời kỳ tiền rẻ nó đang đến. Nên anh chị em hãy cố gắng ha, liên hệ với em càng nhanh càng tốt. Thì em chúc tất cả mọi người có một cuối tuần, sorry mọi người, chúc mọi người có một cuối ngày vui vẻ bên người thân và gia đình. Mọi người có thể liên hệ với em ngay nha, để chúng ta không bị bỏ lỡ cái con sóng này. Bye bye tất cả mọi người ha.